Diễm Thi kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do sáng thứ Tư ngày 1 tháng 7 năm 2015. Thưa quý vị, con số người chết vì tai nạn máy bay ở Indonesia có thể lên đến 116 người hoặc là nhiều hơn nữa. Tin chúng tôi ghi nhận được sáng nay cho hay, số người thiệt mạng gồm 113 người trên chuyến phi cơ và 3 người ở dưới đất. Không may chết khi chiếc máy bay đâm xuống một khu vực gia cư. Hôm qua, tướng Agus Suprina, tư lệnh không quân Indonesia cho biết đã đến tận địa điểm chiếc phi cơ rớt và theo ông thì không còn hy vọng có người còn sống. Chiếc phi cơ vận tải quân sự C-130 chở 113 người lâm nạn ở thành phố Medan chỉ vài phút sau khi cất cánh. Chưa rõ nguyên nhân gây nên tai nạn, nhưng dự đoán cho rằng có lẽ chiếc máy bay bị trở ngại kỹ thuật và bốc cháy ở trên không. Tòa án Malaysia vừa tuyên phạt bản án nặng nề cho hai cha con về tội hoạt động giúp quân khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS. Tin từ Kuala Lumpur cho biết, hai cha con tội nhân nhìn nhận từng sang Syria để tiếp tay với ISIS và được bọn gian chỉ thị về nước để hoạt động phá hoại. Trước tòa, người cha 49 tuổi và cậu con trai 25 tuổi cũng khai rằng chỉ thị mà họ nhận được từ ISIS là bắt cóc các chính trị gia, mở cuộc tấn công nhắm vào những căn cứ quân sự và kêu gọi những người khác cùng tham gia để lật đổ chính quyền. Hai cha con ông bị cảnh sát bắt giữ cách đây hai tháng trong cuộc tảo thanh truy lùng những phần tử Hồi giáo quá khích. Trong số những người bị bắt có hai sĩ quan Malaysia và một công dân Indonesia. Cả ba người này đều khai rằng không có liên quan gì đến ISIS sẽ được đưa ra xét xử vào cuối tháng 8 năm nay. Hải quân Nam Hàn đã nổ súng để đuổi một chiếc tàu tuần tra của Bắc Hàn ra khỏi hải phận của miền Nam. Tin này được Bộ Quốc phòng Seoul loan báo vào ngày hôm qua và cho biết thêm là binh sĩ hải quân nhìn thấy chiếc tàu tuần tra miền Bắc tiến vào vùng biển của miền Nam. Một viên chức quân sự Seoul cho biết thêm là ngay sau khi thấy binh sĩ Nam Hàn nổ súng cảnh cáo, tàu tuần tra của miền Bắc đã rời khỏi vị trí. Hiện vẫn chưa rõ tại sao tàu Bắc Hàn vào hải phận của Nam Hàn. Dư luận cho rằng có thể đây là một hành động gây hấn mà Bình Nhưỡng thường làm, nhưng cũng có thể là tàu miền Bắc sơ ý vào hải phận của miền Nam lúc đang săn đuổi tàu đánh cá Trung Quốc thường bỏ lưới đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Và cuối cùng thưa quý vị, Ban tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết trong năm vừa qua đã thu nhận thêm 2 triệu 100 ngàn tân đảng viên, nâng tổng số đảng viên toàn quốc lên thành 87 triệu 790 ngàn người. Chi tiết ghi trong thông cáo cho Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phổ biến vào ngày hôm qua cũng nói là so với năm trước đó, tức là năm 2013, số người nộp đơn xin vào đảng đã giảm gần 15%. Thông cáo này cũng cho biết là có thêm 56 000 văn phòng của đảng ở khắp nơi và tổng số văn phòng của đảng lên đến 4 triệu 360 ngàn tin do Tân Hoa Xã phổ biến không nói gì đến chuyện số người sinh vào đảng trong năm 2014, ít hơn năm 2013, nhưng nói rằng có 40% tân đảng viên là những người tốt nghiệp đại học. Vừa rồi là bản tin truyền hình sáng thứ Tư. Diễm Thi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và kính chào tạm biệt quý vị.